Доброе утро. Доброе утро. Как у тебя дела? Как у Батюшка? Все хорошо. Да? Хорошо. À, như vậy hôm trước chúng ta đã học gì nào? Chúng ta đã học cách chia động từ thuộc nhóm 1 và cách chia động từ thuộc nhóm 2, đúng không? À, có phải vậy không nào? Và chúng ta biết rằng là động từ nó có thể chia ở hoặc là ở nhóm 1 hoặc là ở nhóm 2. Ví dụ đây là động từ chia ở nhóm 2 này. À, đúng không? Đấy. À, đó. À, hoặc là nếu nó không chia ở nhóm 2 thì nó chia ở nhóm 1. Yeah, đúng không? À, thế nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ xem một cái loại động từ mà nó chia một nửa nó ở nhóm 1, một nửa nó ở nhóm 2. Đấy. Một. À, thế bây giờ chúng ta sẽ xem này. À, cái động từ đó gọi là động từ kha chẹt. Kha chẹt. Kha chẹt. Kha chẹt có nghĩa là muốn. À, tôi muốn làm cái gì đó. Tôi muốn ăn cơm, tôi muốn ngủ, tôi muốn đi chơi, tôi muốn nghỉ ngơi hoặc là tôi muốn làm việc đấy. Đó. Thì qua cái cách nói từ tiếng Việt đó chúng ta cũng đã thấy rằng là gì? Động từ kha chiết nó có nghĩa là muốn và nó cộng với đằng sau nó một cái động từ nguyên thể nào đó. Làm việc. Tôi muốn làm việc thì có nghĩa là cái từ làm việc đó nó ở nguyên thể. Cái nguyên thể trong tiếng Nga nó gọi là infinitive. Cái từ này chúng ta không cần nhớ mà chúng ta chỉ cần nghe và hiểu được nó. Nó là infinitive, infinitive, infinitive có nghĩa là động từ nguyên thể. Vậy thì người ta sẽ có một cái công thức là động từ kha chiết cộng với lại infinitive. À, infinitive nếu mà cách viết người ta sẽ viết là inf, viết tắt đấy. Thế còn nhìn thấy cái chữ inf chúng ta sẽ đọc đó là infinitive và chúng ta hiểu đó là động từ nguyên thể. Tác vột. À, thế thì đó là động từ kha chiết. À, động từ này rất cần cho chúng ta khi mà nói giao tiếp, khi chúng ta muốn nói là chúng ta muốn làm cái gì đó. Chúng ta muốn làm giấy tờ, chúng ta muốn bán hàng, chúng ta muốn mở cửa hàng, vân 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 vân, hoặc là chúng ta muốn mua cái gì đó. Hoặc là người khách người ta nói tôi muốn mua cái váy, tôi muốn mua cái quần, cái áo. Người ta đều dùng cái động từ này đấy. À, vất tạc vật. À, thế vậy thì đầu tiên muốn sử dụng chúng thì chúng ta phải chia nó. À, chúng ta biết rằng là khi nói vào trong câu thì chúng ta phải chia động từ. Thế động từ kha chiết này sẽ chia một nửa nó theo nhóm 1 đấy. Tại sao nói thế? Bởi vì chúng ta biết rằng là ở cái ngôi thứ hai này nếu mà có đuôi ye thì nó là nhóm 1 đây này. Ye đây, động từ chia nhóm 1 đuôi ye này đấy. Ye. Ye, thấy chưa? Tươi. Khô chết. Ôn. Khô chết. Thế nhưng mà từ cái ngôi mươi này thì nó lại không phải ye nữa mà là y cơ. Là đuôi im, mươi, im. Nếu mà ngôi mươi mà có đuôi im này thì nó là động từ chia nhóm 2 này đấy. À, đó, thấy chưa? Im. Vui kha chỉ chế. À, vui y chế, thấy chưa nào? Và a nhí kha chặt, đây nhóm 2, cái đuôi a nhí sẽ là giặt đó. Thế vậy thì chúng ta để cái bảng này đây, chúng ta phân tích được là như vậy là ba cái ngôi số ít này nó là thuộc động từ chia nhóm 1 và ba cái ngôi số nhiều này nó thuộc động từ chia nhóm 2 đấy. Đó. Thế vậy thì ở đây đến đây chúng ta thấy đó là gì nào? À, đó là cái cách chia của nó đấy. Bây giờ chúng ta chỉ còn việc còn lại của chúng ta là đọc thôi. À, đọc nào. À, như vậy là nó lúc thì nó nhóm 1, lúc nó nhóm 2, cho nên là cái trọng âm nó cũng nhảy linh tinh, đúng không nào? Cho nên chúng ta phải đọc để cho nó quen và lưu ý. Chúng ta đọc nào. Ya kha chu. Gia kha chủ Tươi khô chết. tươi khô chết Ôn khô chết. ôn khô chịt Mươi kha chìm. mười kha chín Vơi kha chỉ chế. mười kha chi trẻ À nhí kha chặt. ấy a chi chặt Kha kha chi chặt. chặt Kha chi chặt chặt. Chi chặt. kha chi chặt Kha chặt. À, chúng ta đã gọi là kha chặt. À nhí kha kha chặt. 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 Đấy. À, đó chi chúng ta có từ chặt. À nhí kha chặt. À, mình sẽ để gần cái này vào đây để cho bạn đọc cho nó đúng phiên âm nhé. Đó. À đó. Up, xin lỗi. Tác vụt. Chúng ta sẽ đọc à nhí khách chat. Đó, khách chat. Chat à nhí khách chat. Đấy. Vô tạc. Em đọc lại nào. À nhí khách chat. ta chi ạ Khách chat. Đấy, đấy, đấy. Đấy. À bây giờ tự đọc nào. Yeah. Ya kha chu Tươi. tươi kha
khô chè Khô chết khô đã ổn đã chẹt khô chẹt Khô chết mươi với cá chim Khá chim với cá chi chè Khá chỉ chết anh ý anh cá chi ạ Anh ý khá chết đã Bây giờ đọc lại lần nữa nào Dạ Dạ cá chung Tươi tới cá khô chè Tươi khô chết ổn khô chè ôn khô chẹt Khô chết mươi mươi kha chìm Mươi khai chìm với với kha chi chè Đã với khai chỉ chứ anh ý anh ý kha chẹt Anh ý khai chặt đấy Dạ khai chú Tươi khô chết ổn khô chết Mươi khai chìm với khai chỉ chứ Anh ý khai chặt À đó À thế như vậy vừa rồi chúng ta đã nhìn thấy đó là gì nào? Đó là cách chia của động từ khai chặt đấy. À, động từ khai chẹt. Thế vậy động từ này có nghĩa là gì? Nó nghĩa tiếng Việt là gì? Nó nghĩa tiếng Việt của nó Thầy là vừa gì? Hả? nói Hả? Đây biết đây rồi này. muốn Đấy. Nghĩa tiếng Việt là muốn đấy, đã viết muốn sẵn cho đây rồi đấy à đó em thấy cái gì nào em thấy rằng là cái trí nhớ của con người nó rất kỳ lạ đúng không nào đấy vừa nói đấy quên ngay được đúng không cho nên là gì để cho nó khỏi quên chúng ta phải học liên tục cái người mà càng hay quên thì càng phải học nhiều đấy à đó à, cái người mà cái trí nhớ người ta nó xuất sắc thì là gì nó chả cần học đúng không nó đọc một lần hai lần nó nhớ thế còn chúng ta hay quên thì chúng ta phải đọc nhiều lần 5 lần 7 lần 10 lần đi đọc nhiều lần cho nó nhớ À, đơn giản chỉ có vậy thôi đấy đó chả có cái nguyên tắc chả có cái thủ thuật nào có thể là giúp chúng ta được trong chuyện này trừ khi chúng ta học nhiều lần đấy đó học càng nhiều lần càng tốt trong ngày à đó không phải chỉ đơn thuần cái khai chết này đâu bây giờ nhớ biết là muốn rồi khai chết là muốn rồi đấy đó bây giờ phải nhớ cách chia của nó muốn nhớ cách chia của nó phải đọc nhiều lần 5 lần 7 lần 10 lần đọc nhiều vừa rồi chúng ta mới đọc có 3 lần giờ khai chu từ khó chết ôn khó chết mới khai chim vui khai chỉ chứ à nhỉ khai chặt đó à nói nhiều lần như thế cho cái mồm mình nó quen đi em hiểu vậy thế đến khi mà mình nói sai thì cái mồm nó ngượng ngượng thì mình biết ngay là sai à, đó à thế bây giờ nói là chúng ta đã học được những động từ gì rồi nào nó hai hôm trước chúng ta học được những động từ gì rồi nào bây giờ chúng ta xem là các động từ đã học nào các động từ đã học rồi đấy đấy các động từ đã được học rồi đấy các động từ đã được học rồi đó các động từ gì nào có nhớ không nào đó không nhớ đúng không đấy à không nhớ thì có nghĩa là chúng ta phải lấy một tờ giấy nhỏ nhỏ mà viết nó ra đấy à viết nó ra động từ thứ nhất đó là động từ gì nào y du chặt đấy y du à, động từ y du chặt có nghĩa là gì à, nó động từ ý du chặt có nghĩa là học đấy à động từ ý du chặt nghĩa là học à động từ thứ hai là động từ gì nào chít tạch đấy chít tạch động từ chít tạch nghĩa là gì nó là đọc đấy à động từ thứ ba là gì nào động từ thứ ba là gavarit đấy à động từ gavarit có nghĩa là gì là nói đúng không động từ thứ tư nào động từ thứ tư có nghĩa là gì nào là u chít động từ u chít có nghĩa là gì nó động từ u chít có nghĩa là học nữa đấy học cái gì học tiếng Nga nó đúng không đấy đúng không nào à thế bây giờ chúng ta có 4 động từ đã học rồi đây chúng ta học rồi này học 4 động từ này rồi học được 4 động từ này chúng ta phải chia được 4 động từ này xuất sắc giỏi luôn đi chia động từ izu chat nào ya ya nó izu chayu chayu đấy izu chayu ya izu chayu tươi tươi izu chay yes đấy izu chay yes on ôn izu chay kịp Ôn đi dù cha yết mới mười in du chai
Mây du trai em. Em. Với. Với du trai. Với du trai gì chị? Dạ chị. Anh ý. Anh đi du trai. Chị ạ. Anh ý du trai ụt. Du trai ụt. Nè. Anh ý du trai ụt đấy. Bây giờ chúng ta chia đồng từ chi tát nào. Chi tát ya. Ya chita. Ya chita yu. Yu. Tới. Tới. Ya chai em. Chita yes on. On yu. On chita yet. On chita yet mới. Mới chita em. Mới chita yi em với. Mới chita yi em với. Với chị ta về chè anh ý. À, ok. Anh ý. Anh ý chị ta yụt. Anh ý chị ta yụt. Em đọc nào. Đọc cho nó nhuyễn nhuyễn đi. Đấy. À đúng không? Bây giờ động từ gabarit nè. Chúng ta học động từ gabarit rồi. Học mãi rồi. Ya. Yeah. Nó. Gba. Gbariu. Gbariu. Rìu. Dạ, gấp rìu. Gấp rìu. Tươi. Tươi. Gấp rìu. Gấp rìu. Gấp rìu. Ôn. Gấp rìu. Ôn. Gấp rìu. Gấp rìu. Mới. Mới. Gấp rìu. Gấp rìu. Mới gấp rìu. Mới gấp rìu. Với. Rìu. Với. Với gấp rìu. Gấp rìu chứ. Anh ý. Anh ý. Và ý ra. Gơ bà rẹt. 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 Anh ý gơ bà rẹt. Đã. Bây giờ động từ học nào. U chịt. Dạ. 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 Nào có nhớ không nào. U chù. Sáng vừa đọc rồi em sẽ quên. U chù. Dạ u chù. U chù. Tươi. Tươi. Tươi uchis. Nó. Tươi uchis. On. On uchis. On uchis. Mới. Mới uchim. Mới uchim với. Với u. Uchiche. Uchiche. Anh ý. Anh ý. U. Uchat. Chật. Anh ý ủ chật đấy. Đúng không? Đó có tên này, động từ ủ chít này. À, đúng không? Tôi đọc lại nào. Chúng ta đọc lại nào. Yau chu. Yau chu. Tươi ủ chít. Tươi ủ chít. Ôn ủ chít. Ôn ủ chít. Mười ủ chìm. Mười ủ chìm. Với ủ chít chè. Với ủ chít chè. Anh ý ủ chật. Anh ý ủ chật. Anh ý ủ chật đấy. À đó, thế đây, đây, đây có sẵn rồi đây, cứ thế mà đọc thôi. Đọc thật nhiều là khắc quen đấy. Đúng không? À đó, đọc thật nhiều là nó khắc quen. À đó. Tác, đó là động từ u chít. Bây giờ động từ gabarit nè. À động từ gabarit. Gabarit. Động từ gabarit thuộc nhóm 2. Vot gabarit đấy. Đúng không? À vot. Chúng ta nói nè. Ya. Ya. Gabarit. Đi, đây có sẵn hết rồi. Tới. Tới. Gabarit. Gabarit. On. On gabarit. On gabarit mới. Mới. Gabarit. Gabarit với. Với gabarit. Gabarit. Anh ý. Anh gabarit. Anh ý gabarit. À thì bây giờ nói tôi nói tiếng Nga nè. Dạ. Gabarit. Да. Я говорю по-русски. По-русски. Да. Ты. Cậu nói tiếng Nga nè. Ты говоришь. Говорю. Говоришь. Говорю. По-русски. По-русски. Đúng rồi, đấy. Bây giờ nói cậu, cậu có nói tiếng Nga không? Ты говорю. Ты говоришь по-русски. Да. Trả lời, có, tớ có nói tiếng Nga. Да, я говорю. Говорю. По-русски. Да.
Vợ cậu có nói tiếng Nga không? Vaya Жена Лена говорит по-русски. Ругави по-русски. Да, trả lời nào. Có, cô ấy có nói tiếng Nga. Nào Anna Ругави по-русски. Да. À, thế anh ấy có nói tiếng Nga không? Он говорит по-русски. Да, có, anh ấy có nói tiếng Nga. Да, он говорит по-русски. Да. À, nhưng đứa con của cậu có nói tiếng Nga không? Vậy Bechter Дети. Говорит, Говорят. говорят По-русски. по-русски. Có, chúng có nói tiếng Nga. Да, Они они говорят. говорят по-русски. Tôi nói tiếng Nga còn tồi. Cậu có nói tiếng Nga không? Cậu nói tiếng Nga có tốt không? Ты хорошо говоришь по-русски? Tôi хорошо Ты хорошо говоришь по-русски? Да. Ты nói tiếng Nga còn tồi. Я говорю Я по-русски. говорю Говорю по-русски. по-русски. Еще плохо. По-русски. Еще плохо, да? À, vợ cậu nói tiếng Nga có tốt không? Твоя жена хорошо говорит по-русски? Говорит По-русски. по-русски. Да, она говорит по-русски очень хорошо. Да, она говорит по-русски. Очень Очень хорошо. хорошо. Очень хорошо, да? À, thế bây giờ chúng ta sẽ xem câu với động từ учить nào. Cậu có học tiếng Nga không? Tôi учит. Ты учишь? Tôi учит. По-русски. Русский язык. По-русски. Русский Русский язык. язык. Да. Ты учишь русский язык? Trả lời nào. Да, Có, я ты có nói, có học tiếng Nga. русский. Да, я учу русский язык. Русский язык. Да. Vợ cậu có học tiếng Nga, có nói tiếng Nga tốt không? À, vợ cậu có nói tiếng Nga không? Говорит Говорит по-русски. Có, cô ấy còn đang học tiếng Nga. Cô ấy còn đang học tiếng Nga. Она еще учит русский язык. по-русски. Учит Еще учит. по-русски язык. Нет, không có по-русский язык, mà русский язык thôi, làm gì có по đấy. Она еще учит русский язык. Đấy. À, các anh có học tiếng Nga không? Với Учите. учите Русский язык. русский язык. Có, chúng tôi có học tiếng Nga. Да, Да, мы мы учим учим русский язык. русский язык. Да. Các con của cậu có học tiếng Nga không? Давай Дети. Учат. учат Русский язык. русский язык. Да. Trả lời sao? Có, chúng đang học tiếng Nga. Да, они Они учат учат русский русский язык. Да. À, хорошо. À, bố mẹ của cậu có học tiếng Nga không? язык. Давай Родители. Родители Да, твои родители учат учат русский язык. русский Trả лời. Нет, không. язык. Нет, мой Mai ý. нет, мои Родители. родители Не учат. нет, Не учат. нет, учат Русский язык. русский язык. Ты уже хорошо говоришь по-русски? Cậu đã nói tiếng Nga tốt chưa? Tôi Уже хорошо говорить говорит по-русски? по-русски. Да? Нет, еще учу русский язык. Нет, я Еще учу учу русский учу язык. Да? Нет, я еще учу русский язык. À, đến đây chúng ta sẽ xem gì nào. Chúng ta có động từ изучать. Chia động từ изучать này. Я изучаю. Nó, có nhìn thấy không? Я изучаю. Đấy. Tươi. Tươi изучает. Ты изучаешь. Он. Он изучает. Он изучает. Мы. Мы изучаем. Да, вы.
Vui Dạ chai chị, anh ý. et À, хорошо. Tôi đang học tiếng Nga Ya izu nè. chayu Ruski Ruski izu. yazyk. Dạ, yazyk chay ruski yazyk. Cậu có học tiếng Nga không? Tôi izu chayem Ты Ruski izu изучаешь? chayet. Yes. Ты изучаешь? Yes. Ты изучаешь русский язык? Да. Có, tớ đang học tiếng Nga. Da ya izu Да, я изучаю chayu izu русский язык. chayu Да. Cô ấy có học tiếng Nga không? rút kinh dịch anh Она изучает là русский язык. Она изучает русский язык. Trả lời nào. Có, cô ấy có học tiếng Nga. izu Изучает chayu chayet русский rút язык. Да. À, họ à, anh ấy có học tiếng Nga không? Он изучает. ôn du chạy rút kia dực Да. Có, anh ấy đang học tiếng Nga. đa ôn du chạy rút kia dực Да. Họ có học tiếng Nga không? anh rút kia Anh ấy изучают. du chạy rút kia dực Dạ, có, họ đang học tiếng Nga. đa anh rút kia du chạy rút Dạ, kia dực dạ, dạ, anh изучает русский язык. À, các anh có học tiếng Nga không? với Вы izu изучаете? chayu Изучаете русский язык? chay Да. etia Да. Có, chúng tôi đang học tiếng Nga. da mươi izu chayem rút kỳ Да, мы изучаем русский язык. Хорошо. À, thế như vậy đến đây chúng ta nhìn thấy đó là động từ изучать. Đấy. À, động từ rút изучать. Bây giờ chúng ta sẽ luyện câu với động từ читать. Читать. Chúng ta có động từ читать. Đấy. À, tôi đang đọc bức thư. Ya izu chayu No. Pismo Pismo. Изучаю письмо. Tôi я читаю, không phải изучаю. Я читаю письмо. Đấy. Я читаю. Có động từ читать. Читать. Đấy. Читать là gì? chayu Да. Читать. Я читаю письмо. Tôi đang đọc bức thư. Читаю. Có đọc được động từ này không nào? Читаю. Читаю. Đấy. Я читаю. Stop. Письмо. Đấy. Я читаю письмо. Cậu đang đọc bức thư à? Cậu đang đọc thư đấy à? tươi izu chayem Ты письмо изучаешь? Đấy. Ты izu chayem изучаешь? Да. письмо Ты изучаешь письмо? No. Có, tớ đang đọc thư đây. Đúng da rồi. ya izu chayu Đã. письмо Đã. À. Cô ấy đang đọc thư à? ăn lá izu chai ẹp Đã, anh ấy pismo trái. Nó pismo. Và trả lời nào? Đúng rồi. ăn Cô ấy đang lá đọc thư. izu chai ẹp Đã. pismo Đã, đã, đúng rồi, cô ấy đang đọc thư đấy. À đó. À tiếp theo nào. Anh ấy đang đọc thư à? ôn izu chai ẹp Ôn đi rồi pismo trái yết. Ôn chỉ tái yết không phải rồi trái yết. Ôn chỉ tái yết. Ôn chỉ tái yết. Đấy. À, chỉ tái yết là ôn chỉ tái yết. Ôn chỉ tái yết pismo. chi tai ép Là chỉ pismo tái yết. Chỉ tạch. Đấy. À đấy. Đó từ chỉ tạch. Chỉ tạch. Chỉ tạch có nghĩa là đọc đấy. À đó, tác vụ. À, хорошо, он читает письмо. Anh ấy đang đọc thư à? Trả lời nào. Đúng rồi, anh ấy đang đọc thư. đa un chi chi tai Đã, он pismo читает письмо. Đấy, đã, он читает письмо. À, tiếp theo nào. Họ đang đọc thư đấy à? anh
Itaiu. Они читают письмо. Itaiu. Да. Да. Họ đang đọc thư đấy à? Они читают письмо. Trả lời nào. Да. Đúng rồi, họ đang đọc thư. You письмо. Да, письмо, да? À, хорошо. À, các anh có đang đọc thư đấy không? Các anh có đang đọc thư đấy à? Вы читаете письмо, да? Вы читаете письмо. Хорошо, chúng ta xem lại động từ читать nào. Читать. Đây động từ читать chúng ta đây đấy. À, читаю. Читаю. Читаешь. Читаешь. À, đó. Он. À, читает. Мы читаем. Вы читаете. Они читают. А, вот, они читают. Я читаю. Ты читаешь. Он читает. Мы читаем. Вы читаете. Они читают. Đó, cái chia động từ đấy. Em đọc lại một lần nào. Я. Я читаю. Ты. Ты читаешь. Yes. Đây là yes. Ты читаешь. Chứ sợ sợ sợ. Chị ta yes. À đấy. On. On chị ta yes. On chị ta yes. Đã. On chị ta yes. Mới. Mới ta. Chị ta em. Đã. Chị ta yes. Mới ta yes. Với chị ta yes. Đã. Anh nhỉ. Anh chị ta yes. Chị ta yes. Đấy. À chị ta yes. Đây là yes. Yes. Вот. Ты читаешь? Ты читаешь? Yes. Видите, có chữ sờ đằng sau ấy. Đấy. Ты читаешь? Ты читаешь? Он читает? Đấy. Он читает? Он читает? Мы читаем? Мы читаем. Ем. Ем. Mà. Đấy. Với. Với. Читаете, е, они читают, читают, они читают, да, они читают, đọc luôn như thế, они читают, dễ mà, đúng không? Вот, cứ đúng như thế mà đọc, là xong thôi, cái gì đâu. Ô, tạc vật đấy, хорошо. Thế như vậy vừa rồi chúng ta đã xem lại kỹ hai cái động từ, bốn cái động từ mà chúng ta học vừa rồi đấy. Quay trở lại động từ khai chết của chúng ta nào. Đây là bốn cái động từ chúng ta vừa học đấy. Hôm nay chúng ta học thêm động từ gì nữa nào? Hôm nay chúng ta học thêm động từ khát chết. Đấy. Khát chết là gì nào? Khát chết muốn. À, muốn đấy. À, khát chết có nghĩa là à, muốn. Muốn đấy. Ta khát chết. Khát chết nghĩa là muốn. Ô ta đấy. Đó. Thế và chúng ta viết tiếng Nga nào. Khá chết. Ô ta đấy. À, khát chết có nghĩa là muốn. Ô ta đấy. Ô. À, вот так. Хорошо. À, như vậy động từ khai triển là muốn. Bây giờ chúng ta sẽ đặt câu với nó. À, chúng ta đã có bốn động từ này rồi, đúng không? Bốn động từ này, bây giờ chúng ta đặt câu với bốn động từ này thôi. À, đúng không nào? Ngâm mẫu câu của chúng ta là gì nào? Động từ khai triển cộng với động từ nguyên thể. Dễ quá còn gì nữa. Đấy. À, thế bây giờ chúng ta sẽ có nào. À, bây giờ chúng ta sẽ có là động từ là học tiếng Nga nào. Изучать, học tiếng Nga là gì? Nó. Học tiếng Nga là изучать. Изучать. Русский язык. Đúng không nào? Có phải vậy không? Đấy. Đọc nào. Đọc gì? Đọc gì? Đọc thư. Читать. Đấy. Читать. Thư là gì? Письмо. Đọc thư. Đấy. À bây giờ nói nào. Nói thì nói bằng tiếng Nga. Говорить. По-русски. Па-ру-ски. À đúng không nào? Chấm. Này hết hết một câu thì chấm. Đấy. Учит. Học thì học cái gì? Учит. Русский язык. Đúng không? Đây chúng ta có bốn cái tập hợp từ với lại cái động từ nguyên thể đây. Đúng chưa nào? Đấy. Đó. Thế bây giờ hóa ra là gì? Chúng ta chỉ cần đặt cái động từ nguyên thể, à động từ khai chết ở đằng trước thôi. Đúng không? À thế đúng hóa rồi. Ra là đây chúng ta chỉ cần lấy cái này xuống này. Lấy cái này xuống. Chúng ta để vào đây là xong. Là chúng ta có một đống câu luôn. Đấy. À đúng chưa nào. Tạc.
Vote. Chúng ta lấy cái này xuống nha. Và chúng ta có câu đây. Đấy. Chúng ta để vào đây. Sau đó chúng ta để những cái động từ này vào đây. Ồ, thế là xong, thế là thành câu. Đúng chưa? Có phải vậy không? Nhất trí chưa nào? Đấy. À bây giờ nói tôi muốn học tiếng Nga nào. Dạ. Kha chú. Kha chú. Izucha Cheruskia dựng. Izucha Cheruskia. Ồ, thế là xong. Có phải vậy không? Thế là thành câu thôi, có gì đâu. Đấy. À, dễ mà. Dễ, cực kỳ luôn đấy. Tiếng Nga cực kỳ dễ, chẳng qua các em cứ bảo nó khó. Trên thực tế là chúng ta nói rất ngon lành. À, chỉ cần biết công thức là chúng ta sẽ nói được ngon lành luôn. Đấy. Tạc, thế bây giờ em nói nè. À, cậu muốn học tiếng Nga. Tươi. Tươi khổ chết. Izuchat. Izuchat. Izuchat thì phải là Ruski. À, cậu là muốn học tiếng Nga cơ mà, chứ không phải cậu muốn đọc thư đâu mà. Pismo. Đấy. Học tiếng Nga đây là Izuchat Ruski. Chúng ta đang xem cái dòng đầu tiên này này. Đấy. Đúng không? Đó. À thế vậy thì em xem đi. Em nói đi nào. Cậu muốn học tiếng Nga. Tươi. Tươi. Хочешь? Изучать. 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 Русский язык. Русский язык. Đấy. Anh ấy muốn học tiếng Nga. Он хочет изучать русский язык. Хочет. Изучать. Изучать. Русский язык. Đấy. À, chúng tôi muốn học tiếng Nga. Мы хотим. Хотим. Изучать. Изучать. Русский язык. Да. Thế bây giờ nói các bạn muốn học tiếng Nga nào. Вы хотите? Вы хотим. Хотите? Вы хотите. Đây này, вы này. Хотите. Đọc luôn trên này cũng được. Вы хотите, хотите. Изучать русский язык. Изучать русский язык. Да. Đấy. Họ muốn học tiếng Nga. Они хотят изучать русский язык. Они хотят. Đó. Они хотят. Изучать. Да, хотят изучать. Изучать. Ну, русский язык. Да, они хотят изучать русский язык. Да? А, thì bây giờ chúng ta có câu đầu tiên là изучать русский язык, có nghĩa là học tiếng Nga. Bây giờ chúng ta đã ghép được tất cả những câu này vào rồi. Đấy. Nói chuẩn men luôn, đúng không nào? Đấy. À, nếu mà ra ngoài gặp ông Tây bà Tây nói я хочу изучать русский язык. Người ta hỏi, à, đúng rồi, tôi sẽ dạy cho mà học đấy. Đúng không? Я хочу изучать русский язык. Có phải vậy không? Dạ. Bây giờ chúng ta nói xong câu đầu tiên rồi, bây giờ nói câu thứ hai. Câu thứ hai là читать письмо, là đọc thư. Bây giờ nói tôi muốn đọc thư. Я хочу. Хочу читать письмо. Я хочу читать письмо. Đấy. Bây giờ nói cậu muốn đọc thư. Tươi. Tươi хочу. Читать. Читать письмо. Đấy. Ты хочешь читать письмо? Đấy. Câu thứ ba nào. Anh ấy muốn đọc thư. Mười. Anh ấy là ôn chứ. Anh ấy là ôn. Ôn. Khô chẹt. Khi chẹt. Biết mô. Đúng rồi. Bây giờ nói chúng tôi muốn đọc thư. Mười. Khá chim. Mười khá chim. Chị tắt biết mô. Biết mô. Chúng tôi muốn đọc thư. Bây giờ nói các cậu muốn đọc thư. Các bạn muốn đọc thư. Với ta chi trẻ. Chị tạch. Với khai chi chi tạch bí xmô. Đã. Bây giờ nói họ muốn đọc thư. Anh ta chi ạc. Chi chạc bí xmô. Đã. Thế bây giờ chúng ta nói xong cái dòng thứ hai rồi, bây giờ có dòng thứ ba nè. Говорит по-русски là nói tiếng Nga. Bây giờ nói tôi muốn nói tiếng Nga. Я хочу. Говорит по-русски. Говорит по-русски. Đã, tôi muốn nói tiếng Nga. Đấy, bây giờ nói cậu muốn nói tiếng Nga. Ты хочешь? Говорит по-русски.
Đúng rồi, bây giờ nói anh ấy muốn nói tiếng Nga. Un khô chẹt Gavarit Baruski đã. Bây giờ nói chúng tôi muốn nói tiếng Nga. Gavarit Baruski Baruski. Bây giờ nói các anh các chị muốn nói tiếng Nga. Các anh các chị là vui. mười ca Gavarit Gavarit Baruski. Baruski. Bây giờ nói họ muốn nói tiếng Nga. Anh ý khát chặt. Đã như khai chết Gavarit Paruski. Bây giờ chúng ta xem dòng thứ tư của chúng ta là Uchit Druskiz, có nghĩa là học tiếng Nga đấy. Cũng như là Izuchat Druskiz, Uchit Druskiz cũng vậy đúng không nào? Đấy. Bây giờ chúng ta nói tôi muốn học tiếng Nga. Я хочу учить Paruski. Làm gì có Paruski, lại Paruski, lấy đâu ra cái chữ Paruski đấy? Я хочу учить русский язык. Đấy. Chứ không có là tất cả các em là bắt đầu học tiếng Nga đều nói Paruski, я хочу говорить по-русски язык, làm gì có chuyện đó. Paruski là chỉ có Paruski và Ruski язык là Ruski язык, đó là hai từ hoàn toàn khác nhau. Hai cụm từ đấy. Paruski nó là trạng từ, Ruski язык nó là cụm từ với danh từ tính từ, hiểu chưa? Cho nên đừng có ghép chúng vào nhau thành ba. Chúng ta cứ nói hai cho nó dễ. Đúng không? Đấy. À, так хорошо. À, bây giờ nói là anh ấy muốn học tiếng Nga. Với động từ учить này. Он, anh ấy là он chứ? Он. Он хочет. Учат. Он хочет. Учит. Учит. Он хочет учить. Он хочет. Учит. Учить. Он хочет учить русский язык. Bây giờ nói chúng tôi muốn học tiếng Nga. Мы хотим. Мы хотим учить русский язык. Đã, bây giờ nói các bạn muốn học tiếng Nga. Các bạn là vui. Мы хотим. Хотите. Мы хотите. Учить. Учить русский язык. Bây giờ nói họ muốn học tiếng Nga. Muốn. Họ là anh nhỉ? Anh nhỉ? Anh nhỉ? Khát chát. Anh nhỉ? Khát chát. Anh nhỉ? Khát chát. Uchit. Русский. Anh nhỉ? Khát chát. Uchit. Русский язык. Đấy. À, thế như vậy em thấy đó là cái nguyên tắc mà chúng ta muốn xây dựng câu đúng không nào? Với động từ khát chát, đúng không? À, thế bây giờ chúng ta, bây giờ chúng ta đã học thêm được động từ gì nữa rồi nào? Có nhớ động từ gì nữa không nào? Nó. Động từ работать. Đấy. Chúng ta học thêm động từ работать rồi. Работать là gì? Làm việc. Làm việc. Đấy, bây giờ chúng ta chia động từ работать nào. Я. Я работаю. Ты. Ты работать em. Работаешь. Ты работаешь. Он. Он работает. Он работает. Мы. Мы работаем. Em. Мы работаем. Вы. Мы работаем. Вы. Вы работаете. Вы работаете. Они. Они работают. Они работают, да? Bây giờ nói tôi làm việc ở ngoài chợ. Я работаю на рынке. La rừng kì. Na rừng kì. Đấy. Bây giờ nói cậu làm việc ở ngoài chợ. Tôi ra bộ tờ. Tài yes. Tôi ra bộ tài yes. Na rừng kì. Đấy. Bây giờ nói. À, cô ấy làm việc ở ngoài chợ. Anna. Ra bộ tờ. Ra bộ tài yes. Na rừng kì. Đấy. À thì bây giờ chúng ta mới lấy cái câu đó. Chúng ta mới ghép vào cái câu của chúng ta. Đấy. Câu của chúng ta là gì? Câu của chúng ta là khá triệt. Đấy. Khá triệt. Bây giờ nói. Tôi muốn làm việc ở ngoài chợ. À, vậy thì cái động từ của chúng ta là động từ gì? Ra bộ tạch. Đấy. Ra bộ tạch. Đúng không nào? Đấy. Và ngoài chợ. Na rừng kìa. Ra bộ tạch na rừng kìa. Đấy. Ồ, đúng không? Đó. À, thế bây giờ chúng ta sẽ cho nó đậm màu nhé. Đó. Đó, chúng ta có cái câu, thêm câu trúc nữa này. Cứ thêm một câu trúc vào thì chúng ta nói được thêm một câu. Đấy. Bột. Thế bây giờ nói nôm na gì? À, mỗi ngày các em học 5 câu thôi.
đúng không? Ngày hôm nay chúng ta học được rất nhiều câu rồi. Ngày hôm nay chúng ta học được rất hàng hàng vài chục câu rồi đấy. Đó, một hai chục câu rồi. Thế nhưng mà mình chỉ yêu cầu các bạn mỗi ngày học 5 câu thôi. 10 ngày các bạn học 50 câu, 100 ngày các bạn học được 500 câu. 100 ngày mới là có 3 tháng được học được 500 câu. Mà các em chỉ cần 350 500 câu là các em nói tiếng Nga gọi là xé xé ngoài chợ rồi. Đấy. Thế vậy gì tội gì mà chúng ta không học, chịu khó học mỗi ngày 5 câu đi. Đấy. Đó. Đây chúng ta cứ dùng từ ra bột thật. Bây giờ nói, tôi muốn làm việc ở ngoài chợ. Yeah, khai chú. Ra vô tịch là Na vô rừng kia. À đúng chưa? Yeah, khai chú ra bột thật na rừng kia. Đấy. Bây giờ nói câu là cậu muốn làm việc ở ngoài chợ. Tươi. tịch khu Ra bột thật. ra vô tịch Na rừng là kia. vô kia Đấy, đúng không? À thế bây giờ nói, anh ấy muốn làm việc ngoài chợ. ôn Ôn khổ khu chết. Ra bột thật. ra vô tịch Na rừng kia. là vô kia Đấy. Bây giờ nói là chúng tôi muốn làm việc ngoài chợ. mười ca chim ra bột tạch lao dồn kẻ Đã. Bây giờ nói các cậu muốn làm việc ở ngoài chợ. mười ca chim che ra bột tạch lao dồn kẻ Na rừng kia. Đã. Bây giờ họ nói họ muốn làm việc ở ngoài chợ. anh ca chim ra Đã. bột tạch Ra lao bột dồn tích kẻ na rừng kia. Anh khai chết ra bột tích na rừng kia. Đấy. À đúng rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ nói câu là tôi muốn bán quần áo. Chúng ta có động từ Pradavat. Pradavat là bán đấy. À chúng ta có động từ Pradavat. Đấy là bán. À chúng ta đã, đây là bán đấy, bán. À bán. À động từ này có nghĩa là bán. Đấy. Và chúng ta có động từ thứ hai là mua. Đấy, động từ thứ hai là mua. À mua. Mua tiếng Nga là pakupach. Pa ku pach. Một động từ pradavat là bán. Động từ thứ hai là mua pakupach. Đấy. À bây giờ động từ pradavat đọc như thế nào nào? Chúng ta sẽ phiên âm cho nó nào. Pr. Đấy. À pr. Da. Da prada. Vach. Pradavat. Pradavat. Em nói là pradavat. Pro Predavach, đã Predavach đấy, Predavach, à Predavach, à nói cái pr nhẹ nhẹ thôi, không có người ta cười chết. Ai nói, ai bảo mày đọc pr, đọc pra cho được việc đấy, đấy. À, nếu mà đơn giản hơn thì em cứ đọc là pra cho nó nhanh đấy, à pra, Predavach, đã Predavach đấy, pra xong nó tự dưng nó sẽ ngắn dần thành chữ pr đấy, nguyên tắc là đọc là pr đấy, đó. À nhưng mà các em không đọc được cái chữ ơ ngắn, nhưng các em cứ đọc là a dài, xong nó sẽ ngắn dần lại. Predavat, predavat. Và động từ mua là gì nào? Pakupach. À, pa. Đấy. Ku. Pach. Pakupach. Pakupach. Thấy chưa? À đó. Thế bây giờ nói, tôi muốn bán quần áo. Ya khai chú, nó. À, predavat. Predavat. A Prada dias do da đấy chúng ta từ a dias do yêu khai chú prodavat a dias do đấy. À từ này chúng ta sẽ đọc là gì nào? À chúng ta sẽ đọc prodavat pra da vat vat prodavat a dias je je Ду. Одежду. Продавать одежду. Одежду. Да? Продавать одежду. Да. Продавать. Продавать одежду. Это она. Продавать одежду. Продавать. Одежду. Да? Продавать. Одежду. 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 Одежду, да. Оде, какие-то ам дё, ну мем, да? Одежду. Я знаю, да. Одежду. Да. Одежду, да? Одежду, одежду. Продавать одежду. Продавать одежду, я знаю, да. Я хочу продавать одежду. Да, одежду. Одежду, да. Одежду, да. Продавать одежду, да? А, хвакла покупать. Покупать. Ở đây chúng ta sẽ đọc là pa ku
patch. Покупать. Покупать одежду. Покупать одежду. Продавать одежду. Покупать одежду. Да? А, em nói nè. Продавать одежду. Продавать одежду. Продавать. Одежду. Продавать. Одежду. Покупать одежду. Покупать одежду. Покупать одежду. Да? À đó. À prodavat là bán, đấy. Pra prodavat là bán. Pakupat là mua, đấy. Đó. Thế và ở đây chúng ta viết thêm động từ mà chúng ta đã học được lúc nãy mà chúng ta quên, đó là động từ rabotaj, đấy. Đấy không nào? Rabotaj. Rabotaj là làm gì nào? Rabotaj. Là làm gì? Làm việc. Làm việc, đấy. À động từ rabotaj là động từ làm việc. Làm việc đấy. À đó, như vậy thì chúng ta nhìn thấy là chúng ta đã tổng kết những cái kiến thức mà chúng ta đã học được rồi đấy. Nguyên trong cái tờ này là đầy đủ hết, thậm chí kể cả những mẫu câu mà chúng ta muốn nói, đúng không nào? Đấy, à đó, bây giờ mình sẽ gửi cho bạn cái trang này. Bạn phải nhìn cái trang này, cứ mở điện thoại ra nhìn cái chỗ này, nói đi nói lại, đây phiên âm có hết đầy đủ rồi, nói đi nói lại thật nhiều lần đấy. À em cứ nói đi nói lại, nói mãi thì nó sẽ thành cái lời nói của em. Và khi những cái này nó thành lời nói của em rồi thì nó thành cái vốn, lúc đó thì em sẽ có thể nói nhanh sang những câu khác nhé. À, đây là giai đoạn đầu tiên em cần phải rất là chịu khó học những cái từ, những cái câu này. Đấy, học thật nhiều vào, nói thật kỹ vào. Nhớ chưa? Nhé, хорошо? À, xong chưa nào? Nhất trí chưa? À, rồi. Thế như vậy là gì? Phải học bài cũ nhá. Không có là học bài cũ mà không học, là học sang bài mới là đi chồng lên, cuối cùng là chán. Chán là không học được. Nhớ chưa? Thế nên ngày nào cũng phải học. Sáng mở ra đây, kiến thức chỉ có trên cái tờ này thôi. Giờ ra đọc kỹ tất cả những cái động từ này, đọc kỹ tất cả những cái câu này. À, giờ những cái bài lần trước ra, thầy giáo cũng gửi cho em cái này rồi. Cứ thế mà đọc nhé. Thế cảm ơn em. Bài học hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây. Спасибо, до свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Да, пока. Các bạn đang xem video trên kênh Vui Học Tiếng Nga do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online bộ môn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học ở các cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và chia sẻ bài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.